Quy xin chào các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ mình hay câu nè các bạn thấy ha. Nhưng người ta chuẩn bị đắp lại làm ao. Thì đã đắp cái ao bên kia rồi. Bên đây thì cũng còn cá. Thì mình sẽ hai anh em mình giăng lưới đây. Các bạn, sướng nhất là vừa giăng rồi thấy lưới giật là sướng rồi đó. Cái dạo này lưới này cũng hơi dài. Khoảng chắc cỡ mét rưỡi á, mấy bạn thấy con cá gì bự nó quậy kia kìa. Đó, đó. Giờ anh em mình, tại còn cái khoảng nước ở kia nó cũng cạn, anh em mình lấy mấy cái cây đập cho nó chảy xuống dưới đây. Còn cá đó, con cá gì bự quá. Mình dán đây xong một chút mình qua đây luôn hả bạn ha. Đây này, người ta đã đóng cừ rồi, người ta chuẩn bị, người ta cũng làm ao hết. Người ta làm bên đây thôi, còn cái chỗ bên đây mình vẫn câu được. Cá đó, cá bự quá. Quậy dữ kìa. Thành đang róc hai tàu lá để anh em cầm đập cho chạy xuống. Cầm đầu nó chạy xuống rồi. Xuống đi hả? Dữ vậy bạn, thấy nó khôn không hả? Có, nó xuống dưới chui vô hả? Nó khôn không, mình động ở dưới mình văng cái nó chạy đây hết. Còn gì chuối này. Ừ, cái cá rô phi chà bá luôn nè. Ồ, gì mới đã nè. Hai con luôn, Thanh. Lấy ấy. Gì mới đã. Lên lấy ấy dở. Mình xuống dần dưới. Mấy con này người con là no à. Nãy có gì nó chạy bự lắm. Khởi động mấy con bự. Thank you.
hai con không ha. Bạn, nãy mình bỏ cái máy, mình mò vòng vòng sát mấy bờ, nó nằm sát mấy bờ, con nạn nãy chả bá vậy đó. À, nhìn mê. Cá này nấu lẩu hết sảy luôn á. Cẩn thận. Em gỡ đi, để anh mò vòng nữa. Mình đạp chạy sang thủy quái nè, nó thụt cái đầu ra đây, mò đây, ngay chân nè. Rô phi chà bá luôn. Đâu, nó chui vô hang dưới chân nè. Rô phi vô hang. Không, không lấy. Này nó gãy quá chứ nè. Hả? Không có bự quá đấy. Gãy ngoài à. Nó khôn nó chui giờ nó nằm im dưới, nó không chui, nó không có tông lưới. Khôn thiệt khôn. Khoe bạn con này. Nó không có chạy nữa mà nó nằm xuống bụng dưới mấy cái hang dưới cái bụng á. Mấy hang lau kiến đồ á, mặt dưới bụng nó nằm sát mé dưới nè. Mình mới mò lại ngay góc kia đây nè, chui vô kẹt nè, ém luôn á. Kẹt vô cái kẹt đó, học cho miệng nó để nó định. Khí thế. Đã không mấy bạn? Chu sát vô mấy kẹt luôn. Còn cái chân này dữ không? Này khôn dữ thiệt luôn á. Vậy nó chui vô. Em rồi. Nó nằm ấy, nó không tông cả lưới. Mà lần thường có phước phi nó thường tông không chị. Chà bá luôn. Thằng con ba bốn lạng. Nước mênh mông á, nhưng mà nó chui chứ. Khủng luôn nè. Khủng luôn. Mò nó mới ra. Không không ngờ từ tưởng nổi. Này cháu mới vô tụng. Chui vô hang. Em mấy bước chân mình đi nữa nha. Nè, coi nè, nó quậy nữa nè. Thanh gỡ cá chà bá luôn nè. Nó khôn chùi vô mấy cái hàng với mấy dấu chân mình không nằm đi nè. Anh em về bạn ơi. Tay chảy máu te tu hết nè. Con nào nãy đá con. À, tàn hàng khủng không? Tại hai anh em qua bên kia kìa, nhưng mà bên kia sâu quá. Qua cái gần cái đầu bọng bệnh á. Bên đó thì sâu húm mà. Tội xuống cũng ngang ngang cổ nè, mò không được. Đụng nó nhưng mà nó nước nhiều á, nó lạn ra chứ nó không vô lưới, nó cực kỳ khôn. Bên đây cũng vậy, nhờ phải mò vậy mới bắt được nhiều. Nó cũng vô lưới nhưng mà ít, phải mò nó mới tông ra được. À, về tới nhà mình sẽ cân cho bạn coi. Gừng càng già càng cay, còn cá càng già càng có sạn, nó khôn. Nhưng mà nó cũng không qua khỏi tay mình. Mò là vô hết, không có chạy đâu hết.
Để cho các bạn coi cá này, toàn cá to khủng 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 không. Cục cưng. Ui sao ui. Cá sặc bự dữ rồi ba. À. Cái này cá gì vậy ba? Cá sặc, cá rô phi. Mẹ có con cá sặc bự với cá con cá rô phi bự chà bá con. Đã không bạn? Cái da nó nhỏ quá. Này. Con nào nấy à? Hơn một cái. Nó gió chưa? Để cân cho bạn coi luôn bao nhiêu ký nãy quên. Cá bự không nè, con ăn không? Ăn cách nào không? Đổ vô cái vỏ cân lại thử. Chờ bị sao? chín ký bảy em bỏ vô cái bao nè để coi cái thao coi nhiêu chèo bị 9 ký 7 chắc con này cũng thao gì chưa ký không ta hai cái thao ký 2 9 ký 7 trận ký 2 là còn 8 ký rưỡi thôi. Đúng rồi 8 ký rưỡi 8 ký rưỡi cá khủng không rồi mà hàng to nè to nào con ấy là đáng mà cá này ngộ cá là giật nó không ăn câu nó không ăn cái này cái cá mình lấy cân vô okay. Mò bắt được nó cũng đã tay vừa mò vừa dăn lưới lưới nó à nó ăn tay bà này cá bự không nó khô không bạn nó cực kỳ khô ha nó không có đuổi nó không chạy mà nó nằm im ở chỗ à rồi quy chào các bạn nha có con cua nữa mà khía mà nó mất cái gì vậy? Có dưới đây nè thả vô hồ cá lóc rồi con mang giúp ba đi tàu rồi ba đi tàu quá cá to quá cá chiên chấm nước mắm nè nè ra đi nè chiên chấm nước mắm hả chín rào hả? Con ăn đúng không gì vậy na cái ruộng của mà Út ở đây thì nó chạy gần gần mà cá nhỏ không à bên đó cái dũng nó sâu wow. Nhiều nữa tại ham qua bên kia đứng là nhiều gỡ lưới lên ủ à. Cái bên sâu á nhưng mà kế bên luôn nó sâu quá mò nó đâu chạy vô đâu nó khôn rô phi này cực kỳ khôn rồi mất trên mất dưới